Xung đột thế giới với tâm chấn Đông Âu, quân đội Nga phá tan chiến dịch chiến thắng 3 ngày của Ukraine ở Vapchen, hệ thống mạng cơ quan chính phủ Nga bất ngờ bị đánh sập. Trong khi đó, trên chiến trường Trung Đông, Israel dính cáo buộc dùng vũ khí hóa học. Căng thẳng địa chính trị leo thang cũng là lúc thế giới nhận được cảnh báo về tài chính. Liên Hợp Quốc lên tiếng khi nợ công toàn cầu chạm mức kỷ lục. Thế giới gặp nhiều thách thức và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ngành sản xuất gặp thách thức khi chi phí đầu vào gia tăng. Ngành du lịch Việt đề xuất phương án phát triển mới. Đáng chú ý, gần 1.000 cú sét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận trong vòng 10 phút. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn gửi thông báo khẩn cấp đến người dân. Quý vị đang đến với chương trình Tin Sáng và như thường lệ, mở đầu nội dung ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới. Trên chiến trường Đông Âu, trả lời hãng thông tấn TASS ngày 5 tháng 6, chuyên gia quân sự Nga Andrei Maglovko cho biết quân đội Nga đã phá vỡ nỗ lực của Ukraine khi lực lượng Kiev tiến hành một kế hoạch quyết chiến gần thành phố Vapchen ở điểm nóng Kharkiv. Ông Maglovko cho biết, gần khu định cư Vapchen, Bộ Chỉ huy Ukraine đã không thể thực hiện được kế hoạch của họ. Tháng này, các chỉ huy Ukraine đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiến hành một kế hoạch quyết chiến trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đã thất bại vì tuyến phòng thủ của Nga mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của đối thủ. Những thông tin Ukraine dò thám được không hề chính xác. Theo ông Marokko, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh các nhiệm vụ chiến đấu một cách thích hợp. Trước đó, vào cuối tháng 5, quan chức do Nga bổ nhiệm Vitaly Ganchev cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Vapchen ở Kharkiv, nhưng quân đội Ukraine liên tục phản công. Ông Ganchev nói, Ukraine liên tục cố gắng phản công ở các vị trí của Nga. Tính đến hôm nay, khoảng 50% thành phố Vapchen đã được Moscow kiểm soát. Trên mặt trận Trung Đông, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 5 tháng 6 cho biết, lực lượng Israel đã sử dụng bom phóp pho trắng ở ít nhất 17 thành phố trên khắp miền Nam Liban, bao gồm các khu vực đông dân cư kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, hành động bất hợp pháp của Israel đã khiến cuộc sống dân thường gặp rủi ro nghiêm trọng. Báo cáo cho biết, vì Israel sử dụng phóp pho trắng khiến dân thường phải rời khỏi nhà của họ ở miền Nam Liban. HRW cảnh báo, theo luật nhân đạo quốc tế, việc sử dụng phóp pho trắng trong không khí ở các khu vực đông dân cư là bất hợp pháp. Theo cơ quan này, hành động của Israel cho thấy luật pháp quốc tế cần mạnh mẽ hơn đối với việc sử dụng vũ khí gây cháy. HRW cho biết rằng Israel không phải là thành viên thuộc Nghị định thứ 3 của Công ước về vũ khí thông thường, trong khi Liban lại là thành viên. Căng thẳng đã bùng phát dọc theo biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh giao tranh liên tục nổ ra giữa lực lượng Israel và Hezbollah. Đây được xem là cuộc đụng độ chết chóc nhất kể từ khi hai bên chiến đấu trên quy mô lớn vào năm 2006. Về tình hình an ninh ở khu vực châu Á, chỉ huy quân đội Philippines tướng Romeo Browner mới đây cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã thu giữ một trong bốn kiện hàng chứa thực phẩm do máy bay thả xuống cho nhân viên hải quân Philippines tại một tiền đồn nằm trong vùng tranh chấp ở Biển Đông. Ông Browner cho biết, phía Trung Quốc có thể đã nghi ngờ các gói hàng này chứa vật liệu xây dựng dùng để củng cố cho một con tàu hải quân Philippines đang mắc cạn tại bãi Cỏ Mây. Sau khi phát hiện ra kiện hàng có chứa thức ăn, họ đã bỏ gạo và bánh quy xuống biển. Các quan chức Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của ông Browner, nhưng họ đã nhiều lần nói rằng bãi cạn nơi quân đội Philippines neo đậu con tàu hải quân vào năm 1999 thuộc về Trung Quốc và đã yêu cầu kéo con tàu này đi. Các hoạt động tiếp tế của chính quyền Manila cho con tàu này gây ra nhiều lần đối mặt giữa hải quân Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Trên thị trường tài chính, Liên Hợp Quốc mới đây báo cáo nợ công toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 97.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Các nước đang phát triển đang nợ khoảng 1/3 trong số đó. Việc này làm giảm khả năng chi trả cho các dịch vụ cơ bản của chính phủ, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và khí hậu. Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc cho biết, giá trị nợ của các chính phủ đã tăng 5,6 ngàn tỷ đô la Mỹ từ năm 2022. Trong báo cáo có tựa đề Một thế giới nợ nần, cơ quan này cho biết các khoản thanh toán lãi suất cao đang vượt xa sự tăng trưởng. Theo báo cáo, các nước đang phát triển vừa phải trả nợ vừa phải phục vụ cho người dân của mình. Kiến trúc tài chính quốc tế đang phải thay đổi để đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho cả con người và hành tinh. Vào năm 2023, nợ công ở các nước đang phát triển đạt 29.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 30% tổng số trên toàn thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ vào năm 2010 là 16%.
Liên Hợp Quốc cho biết khủng hoảng đang diễn ra, hiệu suất chậm chạp và không đồng đều của nền kinh tế toàn cầu đã khiến nợ công ngày càng gia tăng. Các nước đang phát triển đang chứng kiến tốc độ tăng gấp đôi so với các nước giàu hơn. Theo báo cáo, Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 33.000 tỷ đô la Mỹ nợ công vào năm ngoái, theo sau là Trung Quốc ở mức gần 15.000 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản ở mức 10,6 ngàn tỷ đô la Mỹ. Ai Cập, Mexico, Brazil và Ấn Độ cùng với Trung Quốc nằm trong số các nước đang phát triển có nợ công nhiều nhất. Trở lại với những diễn biến ở khu vực Đông Âu, trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ tình báo quốc phòng của Ukraine cho biết các chuyên gia mạng của tình báo quốc phòng Ukraine, viết tắt là DIU, đã thực hiện một cuộc tấn công DDoS mạnh mẽ vào một số cơ quan quan trọng của Nga, gây tê liệt các hệ thống quan trọng. Cụ thể, cuộc tấn công này gây ảnh hưởng ra sao và Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công như thế nào? Cùng theo dõi trong chuyên mục Tầm điểm thế giới hôm nay. Được biết, DDoS là một hình thức tấn công mạng mà kẻ tấn công cố gắng làm cho một dịch vụ máy chủ hoặc hệ thống mạng trở nên không khả dụng bằng cách làm quá tải hoặc làm sập hệ thống đó. Từ 11 giờ theo giờ địa phương ngày 5 tháng 6, công việc của một số tổ chức, nhà nước và công ty tư nhân Nga đã bị tê liệt. Cụ thể, quyền truy cập vào trang web công cộng cũng như dịch vụ của một số cơ quan, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và nhiều ban ngành khác đều bị gián đoạn. Báo cáo chính thức của cơ quan Liên bang Nga về giám sát truyền thông đại chúng cho biết sự gián đoạn này là do bị ảnh hưởng từ mạng truyền thông chính. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Ukrainska Pravda, việc này là do các chuyên gia mạng của tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện cuộc tấn công DDoS vào các cơ quan của Nga. Trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang Nga cũng đã bị chặn. Thông báo từ Dịch vụ Hải quan Liên bang cho biết, do bị tấn công DDoS, việc trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài đã trở nên rất phức tạp. Thưa quý vị, những người trẻ bao gồm cả nam và nữ tại Ả Rập Xê Út hiện đang theo học đông đảo tại Học viện Zadig, tổ chức ẩm thực đầu tiên của nước này. Học viện được lập ra với mục đích thúc đẩy việc làm trong lĩnh vực du lịch đang phát triển của đất nước. Cùng ghé thăm học viện thú vị này trong chuyên mục Thế giới kỳ thú ngay sau đây. Đầu bếp Mohamed Sulaimani, một giảng viên tại học viện cho biết, Học viện Zadig được thành lập vào năm 2016 và ra mắt chương trình văn bằng đầu tiên vào năm 2019. Chương trình giảng dạy là sự kết hợp giữa đào tạo học thuật và thực hành nghiêm ngặt nhằm đáp ứng cuộc cách mạng du lịch ở Ả Rập Xê Út, vốn đã mở ra những cơ hội mới cho sinh viên tốt nghiệp và những người đam mê lĩnh vực này. Thời gian qua, với sự tập trung của chính phủ Ả Rập Xê Út vào du lịch, nhu cầu của ngành ẩm thực đang tăng lên, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho những đầu bếp tràn đầy đam mê. Những sinh viên tốt nghiệp như Mohamed Al-Badr và Razan Wali nói rằng họ đã nhận được lời mời làm việc từ các nơi có uy tín sau khi được đào tạo tại học viện. Wali chia sẻ, tôi đã nhận được lời mời làm việc từ những nơi mà tôi chưa bao giờ mơ đến trước đây hoặc tưởng tượng rằng tôi sẽ được nhận vào một ngày nào đó. Trong khi đó, Al-Badr nói rằng anh luôn muốn trở thành một đầu bếp, gia đình và bạn bè cũng khuyến khích anh theo đuổi ước mơ của mình. Liên quan đến những biến động của thị trường Việt Nam, mặc dù trên đà phục hồi, nhưng ngành sản xuất đang chịu áp lực không nhỏ khi chi phí đầu vào leo thang. Theo trang tin VN Express, cuối tháng trước, Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast cho hay, các hội viên chỉ nhận được 50% sản lượng điều thô theo hợp đồng thu mua từ các đối tác châu Phi, chủ yếu là Tây Phi khi giá tăng vọt. Nguyên nhân bởi khu vực này đang mất mùa và một số nước áp dụng chính sách tạm ngưng xuất khẩu điều thô để hỗ trợ các nhà máy nội địa. Điều này khiến giá điều Tây Phi tăng hàng ngày. Vào tháng 2, giá điều từ 1.000 đến 1.050 đô la Mỹ trên một tấn, nhưng giờ lên đến 1.500 đến 1.550 đô la Mỹ trên một tấn, tương đương tăng 40%. Sự cố ngành điều không cá biệt, nguyên liệu đầu vào của một số ngành sản xuất đi lên từ đầu năm đến nay, gây áp lực lên quá trình phục hồi của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo nền tảng dữ liệu Trading Economics của Mỹ, một số hàng hóa đã tăng giá hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, từ bạc, đồng, cao su, dầu cọ, sữa, phô mai, bơ, trà và cà phê. Công ty thực phẩm Oleon Vina xác nhận giá nhiều loại nguyên liệu như cacao, đường, sữa, bột mì tiếp tục leo thang trong nửa đầu năm. Đơn cử, cacao tính tới thời điểm hiện tại tăng 300% so với cùng kỳ. Đại diện Oleon Vina cho biết,
mức giá hiện tại của thị trường hàng hóa đang làm gia tăng áp lực chi phí với công ty trong bối cảnh sức mua còn yếu. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Midmore ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rơi vào thế khó khi giá cà phê tăng gấp đôi cùng kỳ. Các hợp đồng ký trước với đối tác ở mức thấp nhưng giá thành giờ tăng cao. Theo ông Luận, chưa bao giờ khó trở tay như năm nay. Hàng năm, cà phê không biến động sốc nên việc thu mua nguyên liệu dễ dàng. Giờ các doanh nghiệp không thể mua dự trữ do giá leo thang. Tại nhà máy của Midmore, công suất đang giảm 30-40%. Các hợp đồng xuất khẩu cũng ngưng vì giá cao khiến các đối tác chuyển hướng sang nhập hàng từ Ấn Độ và Indonesia. Với hàng bán tại siêu thị, ông Luận gồng lỗ giữ giá. Nếu tăng đúng như giá nguyên liệu đầu vào thì người tiêu dùng sẽ quay lưng. Ông Luận, chủ doanh nghiệp Midmore chia sẻ. Trong khi đó, Orleans Vina chọn cách thắt lưng buộc bụng khi thực hiện các dự án xanh, bao bì thân thiện để giảm chi phí đầu vào. Năm nay, doanh nghiệp còn định giảm tiền quảng cáo, đầu tư mạng lưới phân phối và phát triển vùng nguyên liệu tại địa phương để tạo ra doanh thu tốt hơn, tránh nguy cơ thua lỗ. Giải pháp khác là giảm lao động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, qua 5 tháng đầu năm, chỉ số lao động lĩnh vực công nghiệp giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành như sản xuất phương tiện vận tải, kim loại, đồ da thậm chí giảm 2 chữ số. Theo Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, dữ liệu PMI ngành sản xuất Việt Nam phản ánh những tín hiệu trái chiều. Về mặt tích cực, các đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh cho thấy nhu cầu cải thiện. Tuy nhiên, nhân lực và áp lực lạm phát đầu vào là những yếu tố đáng lo ngại. Ông Harker nhận xét, số lượng lao động tiếp tục giảm với tốc độ đáng kể, có thể hạn chế năng lực sản xuất của các công ty. Đồng thời, lạm phát đầu vào tăng nhanh nhất trong gần 2 năm, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao, có thể làm hạ nhu cầu trong những tháng tới. Theo các tổ chức quốc tế, giá nguyên liệu đầu vào có thể diễn biến khó lường trong thời gian còn lại của năm. Vào tháng trước, World Bank cho rằng giá kim loại vẫn tương đối ổn định năm nay nhờ nguồn cung dồi dào và nhu cầu chậm ở các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, hàng hóa cơ bản vẫn chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị. Cụ thể, nếu xung đột leo thang ở Trung Đông, hầu hết các mặt hàng năng lượng đều gặp rủi ro. Bên cạnh đó, áp lực chi phí nhập khẩu còn gia tăng bởi đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về thời điểm hạ lãi suất. Yun Liu, chuyên gia kinh tế HSBC cho biết, ngoài Việt Nam đồng, nhiều ngoại tệ Đông Nam Á khác cũng chịu áp lực giảm giá trước đô la Mỹ. Chuyên gia Yun Liu nhận định, mọi người vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Fed. Mỹ có thể cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay và có thể điều chỉnh tiếp 3 lần vào năm sau. Mặc dù vậy, cho dù sớm nhất cũng phải chờ đến cuối quý 3 hoặc quý 4 mới thấy động thái rõ ràng. Khi hoạt động sản xuất đang vượt khó thì ngành du lịch Việt Nam cũng tìm động lực mới. Trang tin VN Express ngày 5 tháng 6 đưa tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại 12 địa phương, theo kiểu phố đi bộ, chợ đêm và tổ hợp giải trí riêng biệt. Được biết, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết nhiều địa phương đã triển khai đề án phát triển kinh tế đêm, tập trung vào du lịch đêm với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Một số sản phẩm du lịch đêm tiêu biểu đã ghi dấu ấn với du khách như tour đêm Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Tinh Hoa Đạo Học, đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm, phố đêm du thuyền Hạ Long hay quận nhất sắc màu đêm. Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng thu hút du khách như biểu diễn âm nhạc đường phố, vẽ ký họa, thư pháp, nhảy zumba, nhảy hiện đại. Tuy vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng chính sách khuyến khích phát triển du lịch đêm vẫn còn thiếu. Sản phẩm du lịch đêm đơn điệu chủ yếu diễn ra dưới hình thức khu phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực, chợ đêm, quy hoạch không gian riêng, nhận thức về phát triển du lịch đêm còn hạn chế và chưa có cơ chế đặc thù. Theo đó, ông Hùng cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp thực hiện thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại 12 địa phương. Mô hình này sẽ được phát triển theo kiểu phố đi bộ, chợ đêm, tổ hợp giải trí riêng biệt. Để vận hành tốt, Bộ sẽ ban hành các quy chế, quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo đồng bộ, an toàn, đúng pháp luật. Ông Hùng cũng đề xuất quảng bá mô hình du lịch đêm hướng đến nhóm khách lưu trú dài ngày và có khả năng chi tiêu cao. Hiện nay, du lịch Việt Nam thiếu các hoạt động vui chơi, tham quan và giải trí cho du khách, nhất là các hoạt động về đêm. Khảo sát từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong năm 2018, chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu dành cho thuê phòng và ăn uống, chiếm từ 56-60%. Trong khi đó, mua hàng hóa, đồ lưu niệm, tham quan, giải trí chỉ chiếm 20%. Để so sánh, tại Malaysia và Thái Lan, chi tiêu khách du lịch dành cho việc mua hàng hóa và tham quan giải trí từ 40-50%, thậm chí 70%.
Với hoạt động du lịch, diễn biến thời tiết là yếu tố cần được chú ý. Trong vài ngày gần đây, tình trạng nắng nóng đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Có ngày đến gần 16 giờ nhưng nhiệt độ cảm nhận ở mức 44 độ C. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy rất bất ngờ khi những ngày gần đây nắng nóng quay trở lại, cảm giác oi bức rất khó chịu. Một người dân ở Củ Chi cho biết, những ngày qua tôi cảm thấy nắng nóng gay gắt không kém gì cao điểm tháng 4. Lúc gần 16 giờ chiều, mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại thì thấy báo nhiệt độ 36 độ C và nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 độ C. Thật không thể tin được là ngay trong mùa mưa mà nắng nóng và nhiệt độ cao khủng khiếp. Trong khi đó, một người dân ở quận Nhất kể lại, tôi đi làm về thường khoảng 17 giờ 30 phút. Do chủ quan là đang mùa mưa nên không mang khẩu trang. Khi vừa ra đường, những đợt nóng như đập vào mặt, nóng đến rát da. Đến khoảng 19 giờ, tôi đi bộ thể dục thì khí nóng vẫn chưa thuyên giảm. Chỉ cần đi bộ mấy bước thì mồ hôi đã ướt hết cả áo. Theo các chuyên gia khí tượng, những ngày qua Việt Nam và đặc biệt là khu vực Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng ở phía Tây lấn sang. Thêm vào đó, trên cao có áp suất nóng cận nhiệt đới. Hai hình thái thời tiết này kết hợp gây nên tình trạng nắng nóng cho khu vực Nam Bộ. Những ngày trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa nhiều nên không khí nóng bớt gay gắt. Những ngày gần đây, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu khiến mưa giảm. Do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 8 tháng 6, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông, cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng liên quan đến hình thái thời tiết bất thường, theo thống kê từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5 tháng 6, có tổng cộng 10.215 cú sét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận, mưa to đến rất to bao trùm nhiều nơi. Theo diễn biến liên quan, sáng ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân ở Thanh Trì, Hà Nội bị sét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng. Bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn tim phổi, tiên lượng nguy kịch. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính từ 6 giờ sáng đến 9 giờ ngày 5 tháng 6, hàng ngàn cú sét đã đánh xuống khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên và Hà Nam. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 10 phút, từ 7 giờ 40 phút đến 7 giờ 50 phút, có 830 cú sét, trong đó có 542 cú sét đánh từ trên mây xuống đất tại khu vực Hà Nội và lân cận. Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện nhiều ở quận, huyện, trong đó khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc. Các chuyên gia khuyến cáo, dông sét là hiện tượng phóng điện giữa đám mây dông tích điện xuống mặt đất. Nếu ở nhà, người dân nên tránh các chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, vòi nước vì đó là các vật dễ bị sét đánh lan truyền. Khi xảy ra mưa dông, cần ngắt các thiết bị điện để tránh bị điện giật, hỏa hoạn. Không đứng gần hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ và cửa chính, không nên ở vị trí trên nóc nhà hoặc cây cối. Nếu không ở trong nhà, người dân cần dùng các vật dụng cứng che đầu và tìm ngay đến nơi tránh trú tại những công trình kiên cố có mái che. Lưu ý không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao và nơi có nước, nên trú mưa ở nơi thấp và khô ráo. Đặc biệt tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, trạm biến áp, cột điện bởi những vật này hút sét rất mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 5 tháng 6 đến đêm 6 tháng 6 có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 tháng 6, mưa lớn có khả năng giảm dần. Thưa quý vị, trong dịp hè này, khán giả Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các trận đấu tại vòng chung kết bóng đá Euro 2024. Tuy vậy, cũng như các sự kiện lớn trước đây, vấn đề bản quyền và xử lý các kênh xem lậu lại là chủ đề nóng sốt. Hãy cùng xem những thách thức đối với vấn đề này cùng chương trình Chuyển động sáng nay. Xin là những thông tin đã có từ cuối năm 2022. Thời điểm trước khi diễn ra World Cup tại Qatar có thể thấy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ mặt đặt tên một số website bóng đá lậu. Không chỉ vậy, còn có cả danh sách các trang thông tin điện tử cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc vi phạm pháp luật. Kèm theo đó, hàng loạt biện pháp mạnh tay cũng được đề cập để xử lý, ngăn chặn. Thế nhưng, cho đến thời điểm này thực tế là sao? Nếu muốn, bất kỳ ai cũng có thể xem được các sự kiện giải đấu qua những website đã bị nhắc tên chỉ với vài thao tác đơn giản. Về mặt quy mô, nội dung và số lượng các môn thể thao được phát trực tiếp trên các website này còn lớn hơn, có cả những sự kiện giải đấu mà các đơn vị làm truyền hình ở Việt Nam không có bản quyền.
Diễn biến này đang khiến cho các nhà quản lý các đơn vị giữ bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam phải đau đầu. ECLO 2024 chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra, cuộc chiến với các trang web xem bóng đá lậu lại trở thành chủ đề được quan tâm. Tính đến thời điểm này, theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, đã có 221 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sở hữu bản quyền truyền hình ECLO 2024, trong đó có Việt Nam. Đơn vị mua được bản quyền là Viettel Telecom với công bố từ cuối năm ngoái. Việc công bố sớm bản quyền có thể làm dịu đi khía cạnh ganh đua giữa các đơn vị. Nhưng câu hỏi đặt ra là, chừng đó thời gian có đủ để tìm được hướng giải quyết vấn đề chống web lậu hay không? Trước vấn đề không mới nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là biện pháp ngăn chặn là gì, có triệt để hay không? Nhắc lại một thống kê khác, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ngăn chặn gần 1.000 website bóng đá lậu. Con số có thể lớn, nhưng hãy nhớ rằng, trong thời đại công nghệ như ngày nay, cũng có thừa những biện pháp để các tổ chức cá nhân chuyển đổi tên miền hoặc tạo nên một website khác để duy trì sự tồn tại. Không quá nếu nói rằng con số bị chặn chỉ là một phần nhỏ, trong khi thực tế lại là như nấm sau mưa. Giống như nhiều lĩnh vực khác, với sự phát triển của công nghệ, việc chống lại các trang web lậu là cuộc chiến không hồi kết, một cuộc rượt đuổi không có đích. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không hành động mà ngược lại, song song với hành động cần có sự thích ứng. Phải khẳng định rằng sau rất nhiều năm, việc chuyển đổi về ý thức của người dân từ việc xem miễn phí sang xem truyền hình trả tiền đã có sự dịch chuyển tích cực. Đó là cơ sở tốt để định hướng, tuy nhiên, để định hướng tốt hơn cần tạo ra sự hứng thú. Để không làm hỏng món ăn của cảm xúc trong mùa Euro, các kênh phát sóng cần tránh tối đa những chương trình không liên quan khi phát sóng. Có như vậy, người theo dõi mới không sợ bị xem những chương trình không liên quan khi xem bóng đá. Thưa quý vị, dù sinh ra với khuyết điểm trên cơ thể, nhưng người khuyết tật vẫn có thể vượt lên số phận. Không những có thể nuôi sống bản thân, mà còn có thể tạo ra việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Trong chương trình Chuyện Tốt ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện như vậy ở tỉnh Long An. Là người khiếm thị nên anh Phạm Văn Tròn rất thấu hiểu rào cản, cũng như sự thiệt thòi mà người khuyết tật luôn đối mặt. Sau nhiều trăn trở, anh đã xây dựng một cơ sở dành riêng cho những người kém may mắn như mình. Từ khi cơ sở Phước Toàn ra đời từ năm 2009, anh Tròn và hơn 10 lao động cũng là người khiếm thị có việc làm và thu nhập ổn định trang trải cuộc sống. Mình hồi đó mình đi làm công là ở Sài Gòn á, rồi mình thấy ở Long An này chưa có cái dịch vụ này, rồi mình mới về đây mình mở là chủ yếu của mình là mở là để cho mình tạo công ăn việc làm, tạo cho người mù có cái nghề để là nuôi sống bản thân. Đó, với mình các nghề mình thấy là nghề xí số, là nghề đánh đàn, là nghề massage, là thấy là người mù là cái nghề massage này, nghề massage Ánh Nguyệt này đó, là phù hợp với người mù thôi. Sắp tới là mình mong muốn của mình đó là mình mới mở thêm một lớp dạy cho những người mù ở huyện Đức Huệ hoặc xung quanh ở đây, người nào cần thiết học thì ở đây mình cứ dạy miễn phí cho người ta, mình ăn uống mình lo hết tất cả. Mình là một người mù, mình muốn dương lên cuộc sống tự mình, tự lập, tự dương lên, chứ mình không muốn làm cái nặng cho gia đình, không cái nặng cho xã hội. Không chỉ đơn thuần là cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, nơi đây còn là mái ấm tràn ngập tình yêu thương cho những người có cùng cảnh ngộ như anh Tròn. Cách này 7 năm, tôi có xuống cơ sở của Phước Toàn, tôi học nghề, rồi xong rồi tôi làm cho anh Toàn này thu nhập một tháng khoảng 5 triệu. Làm lâu ngày thì ổn định thì cuộc sống thì em làm đi luôn, không có đi đâu hết. Bằng sự quyết tâm, tận tụy trong công việc, những người khiếm thị ở cơ sở Phước Toàn đã tạo nên thương hiệu và ngày càng nhận được sự tin tưởng, quý mến của khách hàng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình phát sóng tiếp theo.